Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 1. Tuần học hôm nay chúng ta sẽ là tuần 25. Bài số 1, đúng thì ghi D, sai thì ghi giấy. Người ta họ cho một cái tam giác và có một số điểm ở trong và điểm ở ngoài. Đây là những cái điểm ở trong này, được không? Điểm D, điểm A, điểm K và điểm E nó nằm ở trong. Chúng ta tưởng tượng như cái đường này này, nó là một cái bờ rào của cái vườn chúng ta. Còn trong này là chẳng hạn là những cái nhà rồi cây trồng ở trong này, được không? Đây gọi là trong. Còn điểm C, điểm H và điểm Y thì nó là ở ngoài. Ba điểm A, E, K nằm trong hình tam giác. A đâu? Đây. E đâu? Đây. K đâu? K đây. À, như vậy cái này là đúng, nằm ở trong. Chỉ có 3 điểm nằm trong hình tam giác, như vậy là sai. Còn điểm D đây nữa, có 4 điểm. Mà đây chỉ có 3 điểm là sai. 3 điểm C, H, E nằm ngoài hình tam giác. C đây đúng, H ở ngoài đúng. Này E ở trong mà, ở trong chúng ta phải ở ngoài, vậy là sai. Có tất cả là 7 điểm. Cái điểm là một cái chấm và chúng ta ghi chữ cái hoa nha. Chứ chúng ta còn chữ thường nó không phải nha, chữ hoa. Là một, chúng ta đếm này, 1 2 3 4 5 6 7. Như vậy là tất cả có nghĩa là tính điểm ở trong và điểm ở ngoài. Điểm ở trong và điểm ở ngoài. Dạ cái này là đúng. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Vẽ thêm để có tất cả 18 hình tam giác. Như vậy ở trong này là người ta họ khoanh lại và người ta họ ghi là số 10. Nè. Như vậy là chúng ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy chỗ này thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu nữa đây? Như vậy là trong này người ta yêu cầu là chúng ta chỉ vẽ 10 thôi. Nè. 10 chúng ta đếm lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 như vậy chúng ta cần vẽ là trong này là 3 nữa. Nè. 1. 2 3 Rồi cái này 10 11, 12, 13, 14. Người ta yêu cầu là 18. Thì chúng ta vẽ thêm 4 cái ở ngoài nữa. 1 2 3 4 Đúng. 4 với lại cái này là 4 nữa là 8, 8 với bên này là 10 là 18, đủ là 18 hình. Chúng ta qua câu B. Vẽ thêm để có tất cả là 15 con gà. Như vậy trong cái khung này người ta họ cho là 10 con thì chúng ta đếm coi đủ chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 như vậy là cần đủ 10 đúng không? Như vậy chúng ta phải vẽ thêm 2 nữa. 2 con gà nữa. Đây là 1 con. Hai con là đủ 10 đúng không? 10 11 12 13. 13 như vậy người ta yêu cầu là 15 thì chúng ta phải thêm ngoài này hai con nữa. Một con. Hai con. Chúng ta đếm lại coi đủ không?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, đủ 15 con theo điều cầm. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, đặc tính đầu tính. 19 trừ cho 5 là ta trừ hàng đơn vị trước rồi tới hàng hàng chục, 9 ta trừ cho 5 là bằng 4. Ta viết thẳng cột, 1 ta hạ xuống 60 cộng với lại là 30, 0 là bằng 9, 12 ta cộng cho 5, 2 cộng 5 là bằng 7, 1 ta hạ xuống 70, 50, 0 trừ 0 là bằng 0, 7 là trừ cho 5 này còn là 2. Chúng ta qua tiếp theo bài số 4. Cái này chúng ta sẽ làm hai bước, rồi ta cộng cái này rồi sau đó ta trừ cho bên này. Chúng ta làm bên tay bên tay trái qua bên tay phải, được không? 40 ta cộng 30 là bằng 70. 70 ta trừ cho 50 vậy là còn là 20. Bên này cũng vậy, nói chung là tất cả cái này chúng ta sẽ làm từ bên tay tay trái qua bên tay phải. 90 ta trừ cho 30 vậy là còn là 60. 60 ta cộng cho 20 là bằng là 80. 7 ta cộng 3 là bằng 10. 10 ta cộng 9 là bằng 10, 19. 19 mà ta trừ cho 4 là bằng là 15. 15 mà ta trừ cho 3 vậy còn lại là 10, 12. 18 ta trừ cho 6, 8 ta trừ 6 là còn là 2 vậy là 12. 12 mà ta trừ cho 2 nữa là còn lại là 10. 2 ta cộng 8 là bằng là 10. 10 ta cộng 6 là bằng 10, 16. Bài này 5 cm ta cộng với 5 cm thì chúng ta sẽ được là 10 cm. 10 cm ta cộng với 2 nữa là bằng là 12 cm. 13 mà ta trừ cho 3 như vậy là còn lại là 10. 10 mà ta cộng cho 4 là bằng là 10, 14 cm. Chúng ta qua tiếp theo bài số 5, ước lượng rồi dùng thước đo. Đường từ nhà sân đến nhà ngoại dài từ đây tới đây là dài bao nhiêu, thì chúng ta ước lượng là đây là chúng ta sẽ có là một đoạn này, hai đoạn này, ba đoạn, thì nghĩ tầm khoảng cửa là 15 cm, được. Ước lượng thì chúng ta là đúng hoặc là sai, nhưng mà thầy nói rằng là ước lượng luôn luôn là sai nhiều hơn là đúng, được. Mà chúng ta sai thì không thành vấn đề, nó cũng là đã nói gọi là ước lượng rồi thì sai thì không thành vấn đề, được không? Thầy ước lượng tầm khoảng cửa là 15 cm. Rồi bây giờ chúng ta đo. Đây là 5 này, được không? Đây là 5. Này là 5 cm. Rồi này là 3 cm. Bài này là 4 cm. 5 cộng 3 là 8, 8 4 12. À, như vậy là chúng ta đo có 12 cm à. Nhưng mà ước lượng tới 15 thì nó hơi dư. À. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều đồ sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.